Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 2. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 19 tháng 2 năm 1473 là ngày sinh của Nicolaus Copernicus. Ông là nhà toán học và thiên văn học người Ba Lan. Sự phát triển thuyết nhật tâm của ông được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại. Cũng vào ngày này năm 1743 là ngày sinh của Luigi Boccherini. Ông là nghệ sĩ violon và nhà soạn nhạc người Ý. Vào ngày này năm 1864 là ngày sinh của vua Đồng Khánh, vị vua của nhà Nguyễn. Đồng Khánh nguyên là con nuôi của vua Tự Đức. Năm 1885, sau khi triều đình Huế bị thất bại trước quân đội Pháp trong trận Kinh Thành Huế, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết bỏ chạy ra Quảng Trị. Người Pháp đã lập ông lên làm vua, lập ra chính quyền Nam Triều bù nhìn dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Nam ca sĩ người Nga Vitas, anh sinh ngày 19 tháng 2 năm 1981. Anh được biết đến với giọng hát cao và âm vực lên tới 5 quãng 8. Anh được đặt cho biệt danh là Prince of the Dolphin Voice, tức là hoàng tử mang giọng ca cá heo. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1941 là ngày mất của Jacques Curie. Ông là nhà vật lý học người Pháp. Ông là giáo sư khoáng vật học tại Đại học Montpellier. Ông là anh trai của nhà khoa học Pierre Curie. Hai anh em nhà Curie đã phát hiện ra hiện tượng áp điện. Nhà thơ Huy Cận, ông qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 2005. Ông là một trong những thi sĩ xuất sắc nhất của phong trào thơ mới. Nhà văn người Mỹ Harper Lee, ông mất ngày 19 tháng 2 năm 2015. Ông là tác giả của cuốn Giết con chim nhại. Sự kiện: Thomas Edison được cấp bằng sáng chế cho máy hát đĩa vào ngày 19 tháng 2 năm 1878. Trạm vũ trụ hòa bình của Liên Xô được phóng thành công lên không gian vào ngày 19 tháng 2 năm 1986. Trạm hoạt động cho đến năm 2001. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.